suy nghĩ mấy ngày hôm nay mới viết lá thơ ra cho bộ mình á. Bảo đảm em đọc là phê liền. Đọc lại coi sao nha. Ba la quăng. Bắt quả tang mày đang chính là mày làm đơn mày trả cái nhà lại phải không? Gì? Mới chuẩn bị mới phỏng vấn đó, lần đầu nó tưởng nó được đi rồi nó trả nhà lại cho sơ à. Thấy không? Bắt quả tang luôn á. Mở gì? Cái này mày nói với anh rồi. Sao? Không chịu lối đi học hành hết à. Không biết chữ rồi nó bị nó bạ. Ai nói em là ai nói với anh là em làm đơn trả nhà? Cái này là gì? Là cái thơ em viết cho người yêu của em. Mày ơi, mày đừng có nói gì, mày thấy tao không biết chữ, mày đặt mày qua mặt tao. Xin lỗi mày à, qua đây mà tao không đi bán dạo lấy gì nuôi mày tới lớn vậy. Trời ơi, ở mày đặt cái chê mình là không biết chữ đâu nữa. Tao đi học chữ là hai đứa mình đi cạp đất ăn. Cạp đất ăn gì nhưng mà. Nhưng mà tao giờ mày không nói gì cái này, mày nói là cái này là cái gì? Lá thơ em viết cho bộ em. Lá thơ gì nè, tao thấy mày vẽ nguyên nóc nhà rõ ràng nè, y chang cái này luôn à. À cái nóc nhà nè, thấy nóc nhà lại này là cái gì? Trời đất ơi anh ơi, không chịu học hành nha. Cái này là cái dấu ớ của người ta, tự nhiên nóc nhà. Dấu ớ là vậy? Dấu ớ là vậy nè. Ủa trời, chữ Việt Nam gì, chữ nghĩa gì giống cái nóc nhà đâu vậy hả? Nóc nhà gì? Ôi trời, vậy rồi còn đây là gì? Nguyên cái hàng rào rõ ràng nè. Thấy không? Nguyên hàng rào nè, thấy không? Đó, mày vẽ cái này rõ ràng, mày còn nói dám cái này, nói cho thơ gì mày? Em chịu thua anh rồi anh hai ơi. Thua cái gì? Cái này cái hàng rào chữ M của người ta thôi, hàng rào. Ủa sao chữ Việt Nam gì mà viết toàn nhà cửa trong đó không ạ? À? Chữ nhà cửa gì, không chịu học. Đâu đây, tao coi coi. Gì nữa? Cái này hết chối nha con. Gì hết chối? À, nguyên cái lu. Nguyên cái lu, có nguyên cái gáo để lên trên cái lu nữa nè, rõ ràng nè. Cái lu đâu rồi? Nè. Em lại anh. Sao? Cái chữ O của người ta không cái lu. Còn cái này cái móc là dấu ớ. Sao mày chữ Việt Nam gì ngộ à? Không tự nhiên có lu đồ cái gáo đồ đó nữa. Mày nói này là gì? Lá thơ em viết cho bộ của em. Mày viết cho bộ mày phải không? Không phải là cái đơn trả nhà phải không? Không phải. Vậy đọc tao nghe. Vô duyên nữa. Thơ của người ta viết cho người yêu người ta, tự nhiên đọc cho nghe. Bây giờ đọc không? Không. Không đọc là cái này là cái giấy mà giấy trả nhà. Được. Hả? Ở đó gì xé? Mày nói này là cái thơ phải không? Thơ này thơ tình của người ta, tự nhiên đọc cho nghe. Tao không cần biết thơ, nếu thơ tình đọc tao nghe tao mới tin. Gì? Kỳ quá anh ơi, thơ em viết người yêu em, tự nhiên đọc anh nghe. Gì? Này là thơ phải không? Đọc tao nghe. Gì? Trời ơi, tướng mấy người dốt đi là vậy á. Mày đừng có chê tao. Okay. Bây giờ đọc phải không? Nuôi mày không lớn được rồi. Bây giờ mày nói cái thơ mày đọc tao nghe tao mới tin. Còn mấy là tao nói cái này là cái đơn mày bán, mày chuẩn bị mày trả nhà nè. Rồi, đừng đi kiểu đó nữa, mệt quá. Bây giờ nói anh nghe, em đọc cho anh nghe. Nhưng mà với điều kiện đừng cười nha. Cười gì, biết gì đâu cười. Thơ tình của người ta. Rồi, đọc lấy, đọc lấy. Ba la quăng, ngày tháng năm. Ngày nào, tháng nào, năm nào? Ngày này, tháng này, năm này. Rồi, tiếp tục. Em yêu dấu. Dậu. Gì vậy? Tầm bậy tầm bạ, không mới yêu con người ta, không biết nó con cái nhà ai đem đi giấu. Trời ơi, nó thương mày thấy mụ nội luôn á. Anh ơi anh. Hả? Em yêu dấu đây có nghĩa là mình tỏ tình thương người ta quá thì mình nói chữ dấu vô cho thương mến. Thương đứa nào cái đem dấu đứa đó. Giống như để chính rình, để hở nó rình phải không? Không phải. Yêu dấu là người ta viết thơ văn chương, nhưng mà văn chương nó vậy. Người biết chữ nó khác thì phải từ từ giải thích cho tao nghe. Bây giờ em nghe em đọc không? Rồi tiếp tục đây. Em yêu dấu chấm than. Tại sao? Đừng có chấm than mà không biết nữa. Chấm than là gạch cái vẽ nguyên cục than. Vậy gọi là chấm than đó. Rồi tiếp tục nhậu quá. Xuống hàng thuộc vô hai phân. Ôi chết cha. Ê chết nghe con. Gì vậy? Trời ơi, mới quen con người ta mà thuộc vô hai phân. Trời ơi. Cái thằng này nó quá trời quá đất rồi nè. Trời ơi. Mày biết con người ta mấy tuổi không? Mày thuộc nó hai phân. Ở đây. Mà mày cũng ngu quá à. Trời ơi, lâu lâu mới cua được nhỏ gái ta vô mẹ nó tắt đi. Trời ơi, vô hai phân rồi nằm ngoài đó uổng gần chết luôn hả? Rồi đó. Bị nó bả không mà. Ủa mày mới nói rõ ràng á. Xuống hàng là vậy nè. Xuống hàng vô hai phân. Đó nó vậy đó. Vô hai phân. Chữ nghĩa ngộ ha. Bởi vì không chịu đi học gì em mới rồi á. Vậy hả? Rồi tiếp tục coi. Xuống hàng thuộc vô hai phân. Đừng nhắc hoài tao thèm. Từ ngày gặp em, phớt. Phớt. Cái gì?
mới thùng ta vô đã rồi giờ nó còn phết ta nữa. Sao mày tùm lum quá vậy mày? Phết cái gì? Thì mày mới nói phết á. Người ta làm văn chương là phết một cái là qua chữ qua câu khác. Trời ơi sao chữ nghĩa khó khăn quá mày ơi. Bởi vậy khó lắm. Thôi mày đọc cái mày. Anh lên nha, phải đi học á. Từ ngày gặp em phết, lòng anh bồi hồi sao xuyến. Quá đã. Trái tim anh không còn trinh như ngày xưa nữa. Xạo. Trái tim mày mày làm như gì vậy còn trinh. Sao ơi. Mày xạo vừa vừa. Anh ơi này, viết văn người ta vậy mà. À phải văn chương là nó phải vậy ha. Thấy được không, được không, được không. Rồi rồi, tiếp tục nghe hấp dẫn rồi đó. Trái tim anh không còn trinh như ngày xưa nữa. Anh sắp sửa đi xa. Anh muốn hẹn em 8 giờ tối nay tại công viên. Gạch đứt em. Chắc viết rồi. Gì viết rồi? Trời ơi, mày mới nói hẹn con trai 8 giờ tại công viên gạch đít nó. Trời ơi, ai nói rồi nào? Ủa, mày mới nói gạch đít em. Không, em nói là gạch đít chữ em, nhấn mạnh là tối nay đúng 8 giờ tại công viên. À, tức là mình muốn nhấn mạnh ai là mình phải gạch đít người đó. Vậy hả? Thôi nó vậy đó anh. Rồi, tiếp tục đi. Nhớ tới đúng giờ để anh được mở hai móc, hôn em đóng hai móc. Ngu quá xa ngu luôn. Sao? Hẹn đã đời khó khăn gần chết lại mở được thì thôi ta làm gì ta làm mẹ nó đi. Mở móc rồi còn đóng móc chứ nữa, ngu không? Trời ơi trời. Mày bộ mày không có tư thế gì để mày làm á, không tự nhiên mà mở ra cái mày đóng lại. Người ta là mở móc rồi đóng dấu kép lại đó, hôn em đóng dấu kép lại, nhấn mạnh cái chữ đó là hôn em. Hôn em. Cái quan trọng đó. Khó khăn quá. Rồi rồi tiếp tục tiếp tục. Rồi, hẹn gặp em hôn em 1000 cái. Trời ơi, hôn 2 cái biết mày có sức không, hôn 1000 cái. Đúng. Hôn 1000 cái là phù bỏ, phù má nó luôn á. Hôn má, thơ từ là như vậy. Viết vậy thôi. Chút cái thôi. Chắc chắn cái này là cái thơ hả? Thơ, ký tên. Rồi. Gì sao nữa? Rồi, ký tên. Ai? Tôi. Tôi là ai? Em đó. Vậy hả? Em đó. Ký tên tôi, tức là em. Được anh, chứ thơ được không? Được. Có tình nghĩa mà chắc chắn cái này là thơ không? Cái này là cái thơ. Không phải là cái đơn trả nhà phải không? Không phải. Em nói nghe nè. Viết thơ nó dễ lắm. Cái lá thơ nào cũng giống như lá thơ đó thôi à. Thơ nào như thơ đó vậy? Miễn sao anh phải đi học chứ chưa? Anh phải biết tiếng Việt, qua Mỹ, anh học tiếng Mỹ mới được. Mày cứ chê tao hoài mày ơi, giờ lo làm ăn là chính gì? Mà tiền bạc đó hoài ăn học. Chê gì? Từ từ đi, qua Mỹ là tao học sao? Anh nói anh đó, không được đó. Rồi anh nói nghe nè. Bây giờ em đi gửi lá thơ cho nhớ bộ em. Nha, còn anh á, lát anh qua nhà anh hai mà tao gặp á, hôm nay đám dỗ nhà anh á. Hôm nay đám dỗ nhà không à? Gì nhậu nhẹt tao phải. Hôm qua nói là em bận công chuyện qua sao nha. Mày nhớ qua liền nha. Nhớ nha. Đang không có người chở tao về nha mày. Được rồi. Mình nhớ á, anh phải đi học nha chưa? Học gì? Thì từ từ học mà, chắc quẻ. Gì hỏi thăm cái chắc ăn nè, thơ nào phải thơ nấy không? Thì biết chữ là thơ nào như thơ nấy nha. 100 cái, 1000 cái, dương cái phải không? Chút y chang nha. Vậy mày đi đi. Ok, em đi á. Trời ơi, mà đặt chê rồi trời ơi. Học hành chi cho bất công như vậy đó, giờ mới nghe cái biết liền không. Để nhớ lại coi, nhớ coi nha. Ba la quan ngày tháng năm. Em yêu dấu đó. Vô rồi chấm than là chấm để cục than. Từ ngày quen biết em phớt. Trái tim anh không còn trinh như ngày xưa nữa. Trời ơi quá đã. Cái chót mới quan trọng nè. Hẹn em 8 giờ tại công viên gặp đít em. Quá đã. Sao nữa nhớ người ta. Gặp đít xong rồi cái gì mở móc đóng cái móc lại đó. Không đem đụng vô chút xíu nào hết trơn. Mở ra coi cái không khoái đóng móc lại đó. Hôn em 1000 cái cho phù mỏ mày luôn. Ký tên tôi đó. Cần gì phải đi học phải không, chứ cần vậy là biết rồi. Rồi bây giờ đi ăn nhậu cho nó đã nè. Ý mà bây giờ mình người có biết chữ rồi mà. Biết chữ là phải đi cái tướng khác. Khác cái người không biết chữ, bắt đầu người biết chữ đi. Em yêu dấu từ nay không còn muốn gặp em nữa. Ủa lộn, cảnh nhà của anh hai râu quặp.
Nhà tôi lúc này nó có ma, lao hoài, nó có dấu chân hoài à. Ủa sao quý vị cười? Thấy tôi làm gì cười hả? Đừng khi dễ nha. Tưởng làm gì là người ở hả? Không phải. Tự giới thiệu quý vị luôn, chủ lò bánh mì à, ha. Ba La Quan lò bánh mì lớn nhất là tôi nè à, ha. Vậy đó. Làm gì nè, có chịu nổi không? Đó. Không phải làm gì là người ở đâu. Tại vì con vợ của tôi nói cho quý vị nghe nha, con vợ của tôi là một cái người mà rất là dễ thương ở cái làng này. Suốt ngày cái qua nhà chị Tư cái choa bla 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 tôi nổi cơn lên một cái á, là tôi sẽ má bá cha cha bá cha bà ra 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 ba ra ra dạ thưa mình mới gì ạ. Dễ thương quá, mình nổi nắng chi mà này giờ em nghe ột vô quả mình à. Chi em... rửa chi rửa mà vô gặp ứng không à, tả 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 là chi rửa. Không, nãy giờ anh nói chuyện với bà con cô bác, anh nói anh có con vợ dễ thương lắm. Hiền dễ thương lắm. Tôi đừng nói chi lối tôi hết á. Công chuyện nhà làm chưa mà đừng lăng quăng chi rửa cái cục rửa. Dạ làm rồi, ngắn giờ chưa? Sạch sẽ rồi, ngon lành lắm á. Dọn dẹp nhà cửa chưa? Ngon lành, sạch sẽ, không hổ bụi luôn. Nấu cơm chưa? Xong luôn rồi. Hôm nay nấu món chi đó? Canh chua cá kho. Tôi dặn anh sao? Tôi dặn anh ra răng. Tôi dặn anh hôm nay tôi muốn ăn cơm hến. Tại sao không có hến mà lại có cá? Cơm hến lúc này hến nó không có, bão quá à. Lúc này không có hến, toàn là chém chép với sò lông không à. Anh ra nấu đâu có được. Tôi là chồng tôi là không tê nào mà tôi chịu đừng nổi trơn trời. Rồi đó, rồi cho con ngủ chưa? Chưa. Trời, nhà có nó đòi sao? Tôi nói rồi, tôi đi công chuyện một xíu đó. Ở nhà hai bình sữa tôi để đa hoàn tài. Sao mà anh không cho con ngủ? Trời ơi, ở nhà có hai cái bình sữa à. Bà xách bà qua nhà bà Bảy quýnh bà Tướng Sắc cha nó rồi lấy đâu cho bú. Anh nói chứ là dư rửa hai cái bình sữa tôi để trước mặt anh chụp một cái là anh có cho con ngủ liền. Tại sao không cho? Tại sao không lấy hai bình sữa đó? Nhiều khi cũng muốn chụp lắm chứ. Mà chụp sợ Quang Minh nó quánh tôi. Trời ơi, chết chứ, chết chứ, chết chứ. Trời ơi, ông đập chi nữa, hả? Ông này đừng, đây. Tôi nói cho ông nghe nha, tôi đang quạnh bài thua bên kia nha. Trời ơi, tôi là nổi điên thì chết, bây giờ ông muộn chi. Ông quánh tay lại tôi coi coi. Bảy rồi. Con nữa. Bà con chi, bà con quen khỏi rồi, quánh tay lại. Bà là quanh đi, quen khỏi rồi, quánh tay không? Quánh tay tôi dọ râu à. Chồng con chi mà người ta nói mà dày con tôi thò bớ bớ mà dày chồng tôi thò là bớ bớ mới về là như sữa đó. Chi đó, quanh xong rồi biết cái chi nữa không? Quỳ xuống. Này. Quỳ xuống đàng hoàng à. Chị chi? Chị. Đây à, trời ơi, hẳn quỳ của ai à. Rồi quỳ xuống đi mau lên. Không quỳ là tôi nhổ râu, bây giờ ông muốn tôi nhổ râu không không? Nhổ râu sống rồi nha. Muốn không? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Bực mình ghê, nghe tôi nói nè. Chuyện chi của mình. Chi nữa? Cười à. Ai cười? Kiên à. Giang mắm mắt Kiên á. Chi mà cười, chồng tao ngoan dữ vậy. Cười chi mà cười. Là gì nữa? Nhà cho giống tôi à chơi. Cái gì? Hả? Sao? Đứng lại, đứng đứng dậy hả? Ôi đừng xuống bậy ông ơi. Chà kia sủi bo đó, chà kia kìa. Đứng dậy nó quánh tôi thấy mua nội tôi á. Quỳ đi, quỳ năm phủ đi, mệt quá, quỳ cứ năm phủ. Ủa? Đi. Sao tôi quỳ qua trời? Năm phủ. Ê, 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 cái vụ này kỳ nghe. Mệt sao? Quá. Đứng dậy hả? Đứng không? Đứng không quý vị? À quý vị xuống nghe, có gì quý vị chuyện gì em nghe. Đứng dậy nè. Tôi bực mình rồi đó. Trời ơi, bữa nay tôi dùng lên nè. Tôi nói thiệt với bà nghe. Hồi xưa giờ không phải sợ bà đâu à. Nể bà chút thôi à. Trời ơi, tôi sợ dĩ mà tôi nghe lời bà gì hoài là tại vì tôi sợ bà con lối xóm nè. Người ta nói tôi là gia đình của mình là xào xáo, gây lộn với nhau đâu có được. Để tôi nghe lời bà, tôi chịu khó tôi nghe lời bà thôi chứ không phải sợ bà đâu nghe bà. Tôi nói thiệt bà nghe, bữa nay tôi dùng lên nè. Chi nữa?
con trai, thằng cha nếu ăn một quận mật gỗ sao mà chơi trường chí mà vung lên là vung lên sao hả? Khoanh tay lại. Dạ. Trời. Khoanh tay lại. Xin lỗi à, thằng già đâu là tôi không khoanh gì hết, nó quê lắm. Không khoanh phải không? Không. Tôi nhổ à. Nhổ chí? Nhổ rau không có phải không? Tôi đâu có đâu đó mà nhổ. Nhổ khác. Nhổ chí? Nhổ gì có gì chỗ đó. Khoanh tay lại chưa? Khoanh tay lại. Trời ơi, làm chi dữ nữa. Đó. Ngon lành này nó chưa? Ngon lành nó chưa? Đó. Vậy mới là vợ chứ. Trời ơi, kêu đàng hoàng, kêu khoanh tay là khoanh tay, vậy mới là vợ đó đó. Bây giờ nè. Ê, khoanh lại. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Mấy chị nghi sao? Bắt em quỳ chiều không? Không quỳ phải không? Tôi nhổ à. Quỳ xuống. Nói đứng dậy. Đâu có gì đâu kỳ cục vậy. Vẫn chơi với em thôi mà. Bà con nói sớm là lại người ta coi mình hoài, gây lộn hoài, coi kỳ lắm. Từ đây về sau là phải như vậy nghe không? Em biết rồi. Chồng kêu là vợ dạ nghe không? Đó. Chứ không phải là vợ biểu chồng quỳ gì hoài nghe không? Em biết rồi. Từ ngày anh về anh ở với em anh mềm quá. Hôm nay anh về thì anh cứng đó. Đàn ông phải cứng rắn như rửa. Em phải ưng. Nhiều bữa tôi cứng gần chết bà đâu có để ý đâu. Nói quan cho người ta không à. Biết bữa nay là ngày gì không? Ngày chi? Bữa nay là ngày gì không biết hả? Không biết chi hết á. Không biết ngày gì hết? Không biết. Đám dỗ ông già tôi. Thôi chết rồi, trời ơi, đám dỗ cha chồng mà em quên anh ơi, cho em quên. Bởi vì em không có nhớ gì chân này nè. Bữa nay nè, anh mua con gà con vịt trong kia rồi, thấy không? Anh mời bạn bè tới đông lắm. Bữa nay vô trổ tài nấu nước một bữa cho anh coi, lắc anh nhậu coi. Em trổ tài liền anh ơi, coi như con gà đó. Con gà. Em nấu bún bò Huế. Rồi. Con vịt đó, em nấu là mì Quảng. Xong đem đổ cho chó ăn. Trời ơi, gà mà nấu bún bò Huế, trời ơi trời. Vịt thì nấu mì Quảng. Bà ơi bà, cái con gà đó bà nấu cà ri cho tôi. Còn vịt á thì nấu cháo xong rồi cái lát mình xé mình trộn gỏi. Em còn biết chí bố tôi gọi chứ là anh. Vô làm bữa nay một bữa tôi coi coi. Khổ quá, tôi là anh làm em, bây giờ em lên đâu ra. Hey. Chi nữa? Biểu. Trời ơi, thật là khó khăn quá chi, khoanh tay nữa. Khoanh khoanh gì? Chi? Bữa nay ngon lành à, kỷ niệm cái ngày mà dùng lên nè. À. Hung bạn cái. Ôi mà chồng ba con ta đóng quả húng chi húng quay lên tối luôn. Gì đâu, húng quay. Thế nó húng gì đổi chứ mà. Húng cái làm những gì. Nhìn ai nữa? Coi nó có một kia không? Ôi mà ba con người ta trong kia ta nhìn ra đó. Kệ nó đi. Sửa. Không biết quý vị làm sao nghe. Tôi mà tôi hung vợ người ta tôi đã vậy sợ luôn. Bữa nay ngon lành thấy không? Bữa nay dùng lên là dùng lên. Ê. Mà trời ơi. À, chị công tằng tôn nữ tùy đằng ri á, có nhà không có thơ nè. Em ơi, thơ hả? Trời ơi, ai gửi thơ cho bà đây trời? Con kêu đích danh tôn tộc, tên tộc là công tằng tôn nữ thì đằng ri nữa. Là ai vậy? À, lúc này bà chân diện dữ lắm. Có bồ. À, bà công tằng tôn nữ thì rằng ri ra biểu. Ôi chi rửa, đáng lộn lượng đúng không chi? Ai gửi thơ cho bà đây? Ai gửi? Ai gửi thơ cho bà? Có chi ai hết đó, em quen ai hết đó. Không quen ai hết gì? Không quen hết. Không quen ai, bà mở ra bà đọc tôi nghe. Mở đọc chi thế thì chắc anh lồn rồi chứ không phải em, thơ em mua. Trời ơi, giờ này mà anh lồn rồi. Lộn gì mà lộn, công tằng tôn nữ thì rằng ri đang qua mà lộn gì? À, giờ thơ bồ của bà đọc tôi nghe phải không? Bà mở ra bà đọc tôi nghe. Trời ơi, tôi nói không phải mà, chứ tôi là ai mà viết thơ đâu, chứ anh lồn rồi. Trời ơi, lồn hoài à. Nè, tôi đọc bà nghe một cái mà thơ bồ bà là bà chết với tôi nghe chưa? Đó, anh đọc đi. Nè, tôi nói cho bà biết nè. Tôi đọc một cái mà thơ bồ của bà là bà. Trời ơi, bà đọc cho tôi nghe. Khổ quá, nó đã nói là lồn rồi mà bắt đọc quá. Thơ bồ là bà chết với tôi liền. Chữ nghĩa đâu mà nó nhiều dữ sữa. Lẹ lên đi, mày lật tới lật lui hoài vậy. Ôi cha mẹ ơi. Thôi tôi mệt, tôi không đọc ra ông đó đi. Trời ơi, tôi đọc một cái là bà chết với tôi. Trời ơi, tại sao tao không biết mày. Trời ơi. Bà đọc cho tôi nghe lẹ lên. Tôi gọi ra tôi không đọc đâu đi. Thơ bồ bà không đọc đâu. Bây giờ bà không đọc ở đâu? Bà không đọc bà chết mày với tôi nè. Bà chết rồi, bỏ người ta. Bỏ ra, bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra. Trời ơi, tôi chết rồi. Nè, bà đọc. Thôi vào vô
Ủa tự nhiên anh Liêm, trời ơi anh Liêm à, bởi vì tự nhiên tôi quýnh ông vợ tôi mà tự nhiên thấy tên vợ tôi nó kỳ cục quá. Liêm, anh Liêm. Ủa vô lộn nhà không vậy trời? Ủa nhờ nhớ anh mời qua đây ăn dỗ mà đâu phải qua đây ăn đòn đâu. Anh tự nhiên làm gì đập tôi dữ vậy? Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Cái gì? Tôi kể cho anh nghe. Tôi nói nghe nè. Lâu nay tôi nhà mà tôi đâu có để ý bà. Bởi chân bà diện, bởi chân bà diện là tới bây giờ nè. Bữa nay bữa nay bồ bà gửi thơ cho bà nè. Tôi kêu bà đọc, tôi kêu bà không đọc tôi nghe nè. Tôi hỏi anh bây giờ tức không? Trời ơi vô làm tôi tức ai biết gì đâu, trời mày xử. Trời ơi vô phải nói từ từ chứ, giờ công tự nhiên mày phải ra phải rồi đã rồi bây giờ tao phải sao sao chuyện gì nói ra coi. Ủa sao mày nói gì cho mày? Thì em kêu nói từ từ tôi để bà nói phải không? Tôi nói nè, tôi nói. Nói đi, nói đàng hoàng. Tôi nói đi nghe nè, tôi tức lắm. Lâu nay á tôi ở nhà tôi lo chuyện nhà không à. Không công chuyện làm ăn của tôi lo mà. Đúng. Nhà cửa tôi lo mà. Đúng, đúng, đúng. Con cái tôi lo mà. Đúng. Tôi để ba làm gì? Sướng quá, chân diện kìa. Đẹp thấy đó, cho đẹp đó. Đẹp vậy đó. Vậy mà nỡ lòng nào? Bữa nay cắm sừng tôi. Cắm sừng. Bà có bồ ông ơi. Sao anh biết? Nè, thơ bồ bà gửi nè. Phải không? Ừ, kêu đọc không đọc tôi nghe. Vậy sao anh không đọc lên ba mặt một lời liền? Em nói lắm quả chứ hệ đó chứ mà. Tôi nói tôi em lồn rồi chứ em không gọi như thế đó, tự nhiên nó đòi mua bên đâu em chỉ bị có một mình chồng em thông qua đám cưới không giờ hả chị nói vậy, chị nói anh lồn rồi. Trời ơi tôi nói thì giờ quay giờ đưa cho chị đọc trắng đen rõ liền chứ có gì đâu. Bây giờ anh đọc đi, anh đọc cho mọi người nghe coi. Tôi đoán em quả mà rồi đấy là đọc đi. Tôi đọc là tôi biết là ai chúng ai chặt tiền nè. Tôi không biết chữ phải không? Ai nói anh tôi biết chữ? Ai nói? Trời tôi ơi. Biết chữ nghe. Ở bây giờ này bao nhiêu lâu? Tôi biết nó đó, mà tại nó không biết tôi thôi à. Rồi. Trời ơi, tôi nói với anh hoài à, qua bên đây vì hoàn cảnh thôi. Mình phải ráng mình học tiếng Việt chứ. Không học tiếng Việt mai mốt qua kia làm gì có căn bản học được tiếng Anh. Phải học tiếng Việt. Còn bây giờ không học rồi kêu chị chỉ cho, đưa cho bà đọc. Đọc cho ông nghe đi. Bên đàn bà mà mình biết tiếng Việt hơn ổng không? Đọc đi. Mà đọc nha, thơ bồ bà chết tôi à. Trời ơi sao thấy giống ông nội này quá vậy trời. Anh Liêm ơi, em giữ chân mà em đọc không được. Trời ơi, không biết chữ nữa phải không? Trời ơi, gia đình hai vợ chồng à, mất người phải còn người chứ. Thấy không, ổng không học tiếng Việt, chị phải đi học tiếng Việt. Chứ bây giờ hai người không biết tiếng Việt á rồi, giờ bị trường hợp vậy rồi nhờ ai? Thấy không? Nhờ ai đây? Nãy giờ anh biết chữ anh coi đọc giùm tôi đi. Anh giúp giùm gia đình em anh, giúp giùm. Phải là cái gì? Thơ. Thơ bồ bà gửi bà đó. Phải thơ tôi mới đọc được à? Cái thơ mới gửi mà. Chắc chắn. Thơ. Vô mánh rồi. Anh đọc giúp em anh ơi. Anh đừng có lồn rồi nghe. Mà phải đâu không? Thơ mà, trời ơi. Mới gửi tức thì đó ông ơi. Mới nhận rồi. À, có đồ làm việc rồi. À, có công việc rồi ha. Thơ phải không? Đọc đi thơ. Thầy thơ là tôi mới đọc được à. Tôi nói cái thơ mà chạy hỏi hoài à. Nghe nè. Mới gửi đó. Thơ không? Để chờ tôi chút anh nhớ là cái. Anh đọc lại đi chứ anh còn nhớ gì nữa. Anh đọc đi. Phải. Trời ơi, chữ nghĩa nó khó khăn lắm. Hiểu không? Phải mình phải nhớ mặt chữ là mình phải đọc cho nó rõ ràng. Nói tôi đọc tầm bậy tầm bạ là anh chỉ gây hấn nhau rồi sao? Bà phải thơ không? Trời ơi, ông nội nè, cái thơ đó người ta mới gửi tức thì đây nè. Mày tôi bảo ơi, bà. Ủa, vậy là thơ hả? Ờ. Sao hồi sáng nó đưa tôi con thơ. Rồi. Sáng nào? Đầu nghe nghe. Ôi đọc lẹ không tôi. Ba la quan ngày tháng năm. Ngày nào tháng nào năm nào? Ngày này tháng này năm nay. Mới gửi hả? Nó mới gửi tôi đi. Mới tới trời vậy đó. Ai tôi đọc tiếp. Mới tới trời tôi mới nhớ chứ. Đọc tiếp thôi. Em yêu dấu. Ôi trời ơi, em yêu dấu ơi. Em yêu dấu ơi, thôi tình yêu rồi. Em yêu dấu ơi. Anh làm cái gì đó? Ui da. Ôi da, trả rồi. Thôi đi về. Dạ. Kêu lại
ăn dỗ giờ động cơ chưa ăn được cái gì hết trơn, đập à, hoài à. Ủa anh ơi, anh tôi quên anh hả? Em đi anh, tao cũng chết rồi, ngồi rồi chữ nó đi hết rồi sao anh, xin lỗi anh, em đi, anh ơi. Tôi quên vợ tôi mà tại bị quên đỡ giùm nó chi đỡ nè, tôi đứng giữa mày đỡ gì, tôi đứng lên cho chắc ăn. Thôi đứng lên nó biết, đứng xuống. Ủa nay tôi đập tới đâu rồi đó? Em yêu dỗ. Bây giờ anh chị cứ làm hồi lu bu tôi quên hết trơn bây giờ á. Đồng tôi mà. Em yêu dấu chấm than. Chấm than. Tức là chấm để cục than. Chấm để cục than. À. Là sao? Tự nhiên chấm than là sao? Cái chữ Việt Nam nó vậy á. Anh hỏi tôi sao tôi giải thích được? Tôi đọc tiếp tôi nghe, đọc tiếp tôi nghe. Xuống hàng thục vô hai phân. Tới. Thôi nó thuộc con vợ tôi hai phân. Ờ thằng này cũng ngu y vậy đó nè, nó thuộc hai phân, hai phân rồi đó, hai phân thuộc vô tất là thấy mụ nội rồi. Bà trên bài với tôi đọc tiếp tôi nghe. Đọc nữa hả? Nó nói gì nữa để tôi nhớ lại coi anh. Thôi, đọc thơm hẳn từ ngày gặp em. Ờ. Trời. Nó gặp cái nó phớt vậy hả? Nó phớt liền á. Trời, nó gặp nó phớt. Bên này. Đọc tiếp coi. Nữa hả? Đọc tiếp đi, xong rồi xử con vợ tôi. Cái đoạn chót hấp dẫn lắm. Đọc. Anh nghe cái đoạn chót mới đã. Ủa chưa đọc đoạn đầu mà sao biết đoạn chót? Đoạn đầu chưa đọc mà. Đoạn chót nói gì? Ủa tôi chưa đọc tới đoạn chót hả? Trời ơi chưa ông ơi, ông mới có em yêu dấu phớt không ông ơi. Vậy là còn nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm ha, nghe tiếp nè. Đọc tiếp tôi nghe. Lòng anh bồi hồi xao xuyến, trái tim anh không còn trinh như ngày xưa nữa. Ủa sao anh không đọc mà anh nói không vậy? Không, tôi lẹ lắm. Nhìn mặt chữ tôi nhớ liền nha. Anh giỏi quá. Tình yêu rồi bà. Thấy không, phải học hành. Phải học hành như tôi vậy đó, từ từ. Tôi nói cái đoạn chót nó đã lắm. Nghe tiếp nè. Anh sắp sửa đi xa, anh muốn hẹn gặp em 8 giờ tối nay tại công viên gạch nít em. Gạch nít em. Trời ơi. Ủa? Ơi. Sao té vậy? Gạch nít em hay gạch nít tôi vậy trời? Tôi nói anh rồi nha. Anh nhờ tôi nãy giờ anh đánh tôi không biết bao nhiêu cái nha. Tôi đánh vợ tôi mà sao đỡ làm chi? Đỡ gì? Tôi đứng đây mà đỡ gì? Đánh anh hả? Tôi xin lỗi anh, Đọc tiếp tôi nghe. Đau quá. Gạch đít em không phải là gạch đít chị đâu. Gạch đít vợ tôi mà. Không phải, ý ta nói là cái chữ quan trọng là em á. Gạch đít cái chữ em. Cái đít chữ em là cái chữ đó quan trọng á. Vô lý. Rồi nghe tiếp nè nha. Nhớ tới đúng giờ để anh được mở hai móc, đóng hai móc lại. Trời ơi. Bà để nó mở móc, đóng móc bà phải không? Cũng mở còn nguyên phải không? Còn nguyên. Sao nó mở móc, đóng móc còn nguyên là sao? Còn nguyên thì nó mở ra, nó coi thôi, nó đóng lại mà. Không có mất mát gì đâu. Anh liếm mới cho anh cũng lồn rồi đó. Lồn cái gì mà lồn. Mới này. Chết tôi rồi đó. Chứ gì được. Tới đâu rồi trời? Đóng mập rồi. Đóng mập rồi. Hôn em 1000 cái. Hôn 1000 cái? 1000 cái nó nói xạo thôi. Hung 2 cái là phụ mỏ rồi. Yên tâm đi. Còn viết gì nữa? Ký tên. Ai? Nói tôi. Ai? Tôi. Mình đây. Mày vô đây. Không được gì, tao lại dỗ quên tao à. Gì vậy? Chuyện gì? Thằng anh mày. Sao? Nó dê con vợ của mày. Hả? À, dê con vợ của tao. Dê con vợ của tao. Ờ. Lên đây. Từ đất ơi. Gì? Ở đây thiếu gì người. Anh không dê, tự nhiên dê bà nói như vậy. À. Mày nói vậy? Dê anh vợ này hả? Ờ. Anh em nói anh nghe nè. Rằng mà anh có tình cảm với em mà anh không thổ lộ rồi anh. Trời ơi, tôi lộ nè, kỳ vậy thấy. Con lại mẹ. Trời ơi, lấy cái người nào cũng lấy. Lấy cái mẹ này, trời ơi, nó bị này bày nhầy hết trơn rồi. Trời ơi, tập bậy tập bạ không à. Ai mà cua bà nội này nè. Rửa anh để tôi chém, chỉ rửa. Ờ. Cái thứ đó.
tình yêu. Nó chê nè. Mới nói vậy. Nè, nó đòi gạch đít con vợ tao. Rồi. Gạch đít, đòi gạch đít luôn á. Ờ. Biết. Nó mới kìa, nó mới nói kìa. Ờ. Nè, này nói nè. Hả? Gì? Hay nè. Là sao? Hả? Tôi kêu qua đây ăn đánh dỗ, phải không? Đó, rồi cái tôi nhận được cái thơ này nè. Cái tôi nhờ ông đọc giùm. Ông đọc thì ra cái thơ này là thơ của ổng. Vậy? Thơ của ổng với con vợ tôi. Anh nói anh hai tôi đọc giùm. Ừ. Trời ơi. Thì ra anh dốt. Vợ anh dốt. Anh hai tôi cũng dốt luôn. Mà anh kêu anh đọc thơ. Rồi. Anh hai, này. Thôi. Thôi vậy thấy chưa? Thấy tác hại của mấy anh chưa? Không chịu nó học hành hết. Dốt đi mà dốt, mới làm tôi thi nè. Mày nói tao sáng rồi nè, mày nói cái thơ nào như thơ nấy à? Trăm cái ngàn cái như cái mà. Trời ơi em ơi. Dốt con khỉ á, chạm đập ro ro luôn á. Tôi tin đưa chạy đập đi. Mày mới đọc hồi sáng tao không nhớ hết trơn mà làm sao chặt được. Em đâu. Trời ơi. Bả giận ghê hết sức kìa. Đọc đi, đọc đi. Thơ nào như thơ nấy có nghĩa là mình phải biết đọc, biết học là biết với thơ được. Chứ mấy thơ nào như thơ nấy. Ủa nó khác nữa hả? Không phải. Nó như ba người không chịu học vậy nè, nghe em đọc được. Cái thơ gì đây? Manila. Mày, mới sáng ba la quan đi giờ Manila là lẹ. Trời ơi trời. Hồi sáng là thơ em với người yêu em. Còn này thơ khác. Khác nữa hả? Ừ. Thơ chi đó? Gì? Ngày tháng năm phải không? Em yêu dấu nè, có em yêu dấu đó. Bậy bạ quá nuôi. Trời ơi. Chưa, xuống ngàn thục vô hai phân. Hả? Thục vô hai phân? Thục anh gái vợ thục hai phân. Hồi sáng mày mới nói. Trời ơi, anh hai ơi. Cái gì? Phái đoàn phỏng vấn mà anh đi phỏng vấn nè. Ủa thiệt hả? Tự thơ phỏng vấn hả? Hẹn gạch đến đồ đàng hoàng mày ơi. Hẹn tháng tới nè, anh chị đừng lên gặp phái đoàn để phỏng vấn á. Trời ơi, chị đừng bừng quá rồi. Ủa vậy mà sao nãy... Thôi chí. Có gì ông dốt phục. Nè, ký tên tôi nè. Tôi. Ký tên của phái đoàn cao quỷ Liên Quốc á. Trời ơi, chị là mừng quá rồi. Mừng quá rồi, cảm ơn anh. Chưa? Cái này là mai mốt là phải đi học nè. Chẳng rồi. Mấy anh chị thấy cái tác hại là không học chưa? Phải ráng đi học nha. Tại vì bây giờ mình học tiếng Việt á, qua Mỹ mới học tiếng Mỹ được. Nãy tao có chửi ổng y vậy luôn á. Tôi nói thiệt, tôi phải đi học chứ. Lần sau giờ trai đọc thơ nữa tôi viết giả nè. Thôi được rồi, bây giờ như vậy. Sẵn bữa nay là cái ngày vui, tôi nhận được cái đơn này tôi vui quá trời vui rồi. Đó bữa nay nè, vợ tôi làm đồ ăn sẵn đó chứ trời rồi. Đó anh em ơi lên nhậu một bữa cho nè. Khẹt mũi khẹt có chết đó chắc khẹt. Trời ơi. Vô. Khỏi xuống bếp nữa. Chào khán giả ra tiệm ăn luôn. Tìm tương lai xa xôi nơi cuối trường.